Rồi, xin chào anh chị nha. Hôm nay anh chị lại cùng em đến trung tâm hành chánh huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để cùng tham quan cái khu hành chánh, và có hai nền hiện tại đang kêu bán nha quý vị anh chị. Chỉ có hai nền duy nhất thôi. Thì quý vị anh chị cùng em đi tham quan một vòng cái khu hành chánh này, rồi xong chúng ta sẽ đến những cái nền. Giờ anh chị xem, nếu anh chị nào ưng thì gọi điện thoại ngay trên số màn hình cho em nhé. Rồi, trước mặt chúng ta là đường rẽ phải á, là đi ra đường tránh thị xã nha quý vị, đi ra khoảng 1 km ra tới đường tránh. Còn ở bên trái chúng ta là ra quốc lộ 1A. Ra quốc lộ 1A là 500 m nha quý vị. Đây là hướng ra quốc lộ 1A. Thì ở vị trí này là ngay cái cổng đi vào khu hành chánh này nha quý vị. Thì chúng ta cùng đi vào. Thì chúng ta đi vào cái cổng này khoảng 100 m, thì bên trái nó sẽ có một con đường hướng vào khu dân cư của trung tâm hành chánh nha quý vị. Thì hai nền này đang nằm trong khu chung cư này. Thì rồi chúng ta đi cùng vào khu chung cư để xem những cái nền nha quý vị anh chị. Rồi, trước mặt chúng ta đây, ở bên trái là sẽ có một nền đang rao bán với giá là 950 triệu nha quý vị. 950 triệu một nền, ngang 5 m, dài 20 m, 100% thổ cư. Đất hướng là hướng Tây Nam nha quý vị, hướng Tây Nam. Đấy, đây là vị trí cái nền đang kêu bán với giá 950 triệu. Thì hiện tại thì nền ở đây nó đang lên nha quý vị. Thì hồi tháng rồi giá chỉ có 850 triệu thôi. Thì hôm nay thì người ta đã kêu bán với giá là 950 triệu. Thì tuy nhiên chúng ta nếu mà thấy thích có thể là thương lượng. Thì ở cái dãy này thì không có vướng cục điện hay là trụ trụ điện nha quý vị. Không có vướng cái trụ đồng hồ điện. Thì toàn bộ những khu này thì điện đã được đi âm hết rồi, không có cục điện cao ở trên.
thì chúng ta sẽ đi trở ra và vòng qua một cái nền bên kia nữa. Một cái nền bên kia là hướng Đông Bắc. Rồi nè, bên kia là hướng Đông Bắc nha quý vị. Rồi chúng ta cùng đi qua bên kia xem nào. Rồi tiếp tục là ở bên phải, màn hình chúng ta là đang có một cái nền rao bán cũng với giá là 950 triệu luôn nha quý vị. Thì chúng ta sẽ thương lượng trực tiếp ngay chủ luôn. Thì sổ chính chủ 100% thổ cư, diện tích là 520 5x20, nền hướng Đông Bắc. Thì đối diện cái nền này là một cái tòa nhà công chức đang xây dựng, tòa nhà để dành cho công chức người ta ở. Đây là vị trí cái nền thứ hai nha quý vị. Nền thứ hai là hướng Đông Bắc, đối diện với một tòa nhà công chức đang xây dựng. Thì vị trí này chúng ta đang hướng ra đó, chúng ta đang nhìn ra là toàn bộ không có cột điện nha quý vị. Thì điện âm hết rồi. Thì vị trí cái nền bên đây cũng không có vướng trụ điện hay không có vướng cột đèn hay là cái thùng điện kế, cái thùng đồng hồ điện. Thì cái khu này chỉ là mới xây dựng nhà, mới xây dựng là hồi tháng 2 đầu năm nay thôi. Từ đầu tháng 2 năm nay là người ta bắt đầu vào xây nhà ở, nên là nhà cũng còn thưa nha quý vị anh chị. Thì đây là khu trung tâm hành chính của huyện nên là sẽ phát triển về sau thôi. Rồi còn ở vị trí này ở bên trái chúng ta, ở bên trái sẽ có còn một cái nền nữa đang kêu với giá là 850 triệu. Đấy, vị trí này là 850 triệu nha quý vị. Hiện tại bên giải này thì đang kêu là 850 triệu. Rồi quý vị nào mà thấy ưng thấy thích thì gọi ngay cho số điện thoại trên màn hình của em để xem và gặp ngay chính chủ luôn nha quý vị anh chị. Rồi quý vị anh chị nào mà thấy thích thì bấm vào đăng ký kênh của em. Khi nào mà sau này có những căn nhà, miếng vườn hay là cái lô đất nào đó quý vị thấy thích thì quý vị ngồi gọi ngay cho em để đi xem đất. Rồi đến đây thì em chúc quý vị anh chị một ngày làm việc thật là vui nha.